Ngọc thấy cái gì mà Ngọc thích ở bộ bàn ghế này? Con rất là thích cái đoạn này, vừa có sự âu á kết hợp và vừa có phong thủy của ba ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Đúng rồi, một ông Phúc và một ông Lộc, một ông Thọ. Ba ông Tam Đa này thì đại diện cho cái mong ước ngàn đời của con người, đó là mong muốn mình có phúc. Có phúc là đông con nhiều cháu, con cháu đầy nhà. Còn có thọ tức là sống thọ trên 100 tuổi, gọi là 120 tuổi là ông Thọ. Thế còn có lộc là có rất là nhiều tài lộc dư giả, lúc nào cũng đủ đầy, cuộc sống rất là hạnh phúc. Sống trong một cái cuộc sống gọi là đầy đủ về vật chất, tinh thần, và với cái lòng biết ơn như vậy thì cái cuộc sống nó vô cùng là thăng hoa. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại kênh Đổ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Hôm nay Ngọc Anh và mẹ Hướng Mai sẽ giới thiệu cho quý khách một bộ bàn ghế Minh Quốc Hồng Chim nằm ở trên tầng 7 trong phòng VIP. Và bộ bàn ghế này thì được làm bằng gỗ mun của Lào, rất là đẹp, vừa mới ra. Và bộ bàn ghế này thì gồm có 10 món. 10 món, rất là chất lượng. Chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hôm nay Ngọc Anh cùng Hướng Mai đang ngồi trên một bộ bàn ghế vừa xong ở trên tầng phòng VIP tầng 7, rất là đẹp, đã được làm theo mẫu mẫu gì Ngọc biết không? Minh Quốc Hồng Chim. Đúng rồi, Minh Quốc Công Phượng Hồng Chim. Cái Minh Quốc Công Phượng Hồng Chim nó được kết hợp giữa nước Pháp và nước châu Á để tạo ra được một bộ Minh Quốc. Hoa hồng và con chim thì bao giờ cũng là các cái mẫu Louis của Pháp, nhưng mà đi kèm theo thì lại là cột cột, tức là Minh Quốc. Cho nên đây là một trong những cái gọi là sản phẩm Âu Á kết hợp, nó rất là đẹp nhưng mà nó lại mang được cái phong cách rất là quý phái, quý tộc. Ví dụ như là trên nền các bông hoa hồng là các cái đôi chim công phượng vô cùng là đẹp, rất là chất lượng. Và có các ông như là ông Tam Đa, ông Phúc, ông Lộc, ông Thọ, và với cái vân gỗ của cái bộ bàn ghế này vô cùng là đẹp và rất là chất lượng. Cũng như là kiểu dáng thì những cái kiểu dáng này bao giờ nó cũng là một trong những cái kiểu dáng rất là hot, vô cùng là chất lượng và rất là đẹp. Nó có tất cả tổng cộng là 10 thứ. 10 thứ tức là 4 ghế, một đoản, một đi văng, một bàn và 4 đôn, và bằng gỗ mun của Lào. Và khi mà đặt để trong ngôi nhà thì như cái phòng này của Hương Mai thì đang là 36 m². Phòng này 36 m² thì cái bộ bàn ghế này trông nó sẽ rất là vừa vặn và vô cùng là đẹp, rất là chất lượng. Bộ bàn ghế thì bao gồm cả bộ ghế và một chiếc kệ tivi đi cùng. Thì cả bộ của nó hiện tại đang được chị Ân là còn 580 triệu, thì sẽ kê đầy đủ một cái phòng của quý khách. Cái kệ tivi của nó cũng rất là đẹp, dài 2m55 hoặc là 2m36. Khi mà đặt để vào với nhau thì nó sẽ connect một cái phòng như thế này. Nhưng mà cái bộ mẫu tức là mẫu Hồng Chim này thì nó gần giống như là các cái mẫu Louis, cho nên là khi mà đặt để vào trong ngôi nhà thì rất là nhiều khách hàng của Hương Mai họ rất yêu thích nó. Cũng như là cái mặt bàn này của cái bộ bàn ghế này thì được đục một cái cả phong cảnh rất là quý, đó là bộ gọi là phú quý mãn đường. Phú quý mãn đường thì nó gọi là bông hoa hồng với lại đôi chim công. Đôi chim công gọi là vua của các cái loài chim, chim phượng hoàng, cũng như là đi kèm theo nó là các cái bông hoa hồng như là hoa mẫu đơn nữa, nên là kê vào trong phòng đấy rất là đẹp, trang nghiêm nhưng mà quý phái. Nó rất là đẹp. Và cột của bộ bàn ghế này là 12,8 phân. Khi mà để vào trong nhà thì nó to hơn 12 một tí, nhưng mà nó lại rất là đẹp, vân của nó cũng là kỹ càng, cẩn thận. Và đặt vào trong phòng thì cảm thấy rất là ấm cúng. Ngọc thấy cái gì mà Ngọc thích ở bộ bàn ghế này? Con rất là thích cái đoạn này, vừa có sự âu á kết hợp và vừa có phong thủy của ba ông Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Đúng rồi, một ông Phúc và một ông Lộc, một ông Thọ. Ba ông Tam Đa này thì đại diện cho
Cái mong ước ngàn đời của con người đó là mong muốn mình có phúc, có phúc là đông con nhiều cháu, con cháu đầy nhà, còn có thọ tức là sống thọ trên 100 tuổi, gọi là 120 tuổi là ông thọ. Thế còn có lộc là có rất là nhiều tài lộc dư giả, lúc nào cũng đủ đầy, cuộc sống rất là hạnh phúc, sống trong một cái cuộc sống gọi là đầy đủ về vật chất tinh thần, và với cái lòng biết ơn như vậy thì cái cuộc cuộc sống nó vô cùng là thăng hoa. Thế và kèm theo thêm thì có những cái như là bông hoa hồng này, các cái đôi chim, các cái hoa hồng nó trên cái nền gỗ như thế này nó rất là đẹp. Cái bộ bàn ghế này là complex luôn, cả kệ tivi luôn đi kèm theo nó, tức là 11 thứ. 11 thứ là bốn ghế, một bàn, một đoạn, một đi văng và Bốn đôn. bốn cái đôn và một cái kệ tivi. Cái tổng cộng của nó đang được chiên còn 580 triệu. Và bộ này thì rất là đẹp, nếu như mà nhà quý khách có thể kê được thêm ở trong phòng nữa, ví dụ như là một bộ tranh chẳng hạn, như là bộ tranh tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai Cảm bằng ốc Singapore kia cũng rất là đẹp, bằng gỗ vụ. Và hiện tại thì đang được chiên còn 32 triệu, giá cũ của nó là 40 triệu. Trên cái nền gỗ vụ và cảm toàn bộ ốc Singapore nó rất là đẹp, và cái cảnh của nó thì gọi là bốn quý phát tài, một năm bốn mùa, cả bốn mùa đều phát tài. Ví dụ như là bên trên thì là có tám ông bát tiên, trúc lâm thất hiền, những bốn cái ông tiên đấy đang, tám cái ông tiên đấy đang đi mây về gió, thì nó cũng tạo cho một cái không gian của phòng nó có đầy đủ, nó vừa đẹp vừa sang vừa quý, nhưng mà lại rất là chất lượng, giá cả cũng hợp lý nữa. Ngọc có thấy hợp lý không? Cái này rất hợp lý ạ. Và với cái bộ bàn ghế gỗ mun đẹp chất lượng như thế này thì hôm nay cùng với lại Ngọc Anh xin gửi niệm lành cũng như là xin giới thiệu với quý khách những cái hàng mới ra của công ty đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai trong dịp năm mới của 2022 này, và mong muốn toàn thể gia đình quý khách có đầy đủ năm phước lành của Đức Phật, sức khỏe, sống lâu, diện mạo đẹp, thành công và trí tuệ. Nếu như mà có đầy đủ duyên lành, mời quý khách hãy đến tầng 7 showroom đồ gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Đây là một cái phòng VIP của tầng 7 và được trang hoàng bởi một bộ bàn ghế cột 128, nó rất là đẹp nhưng nó lại sang trọng nữa, và gỗ mun của nào xịn, và đầy đủ combo của nó là 612 triệu, gồm bộ bàn ghế, kệ tivi và một bức tranh. Còn nếu như mà quý khách mà muốn tách ra từng thứ một thì nó cũng ví dụ như là kệ tivi 80 triệu, bộ bàn ghế 500 triệu và cái bộ tranh tứ quý Tùng Trúc Cúc Mai Khảm ốc Singapore 32 triệu, thì có thể mua một bộ nhưng mà cũng có thể mua cả ba bộ. Cảm ơn quý khách đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Đồ Gỗ Hướng Mai. Kính chúc quý khách luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn quý khách. Xin gửi lời biết ơn tới toàn thể gia đình quý khách nhân dịp một năm mới xuân sắp sửa đến gần. Hướng Mai cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai cùng tất cả những người con của làng nghề truyền thống Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ của Việt Nam xin trân trọng biết ơn quý khách đã sử dụng cũng như là đã yêu thích các sản phẩm đồ gỗ Mỹ Nghệ Đồng Kỵ để cho làng nghề mãi mãi trường tồn và bền vững, nối tiếp đời này sang đời khác cho con cháu mai sau và giữ được nghề tổ của ông cha. Xin trân trọng cảm ơn quý khách, chúc toàn thể gia đình quý khách luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chào. Chào.